chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng của chuyên mục An ninh Đà Nẵng, được phát sóng định kỳ hàng tuần trên sóng của Đà Nẵng TV. Chuyên mục tuần này sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Bộ Y tế đã ghi nhận sự đóng góp của toàn thể cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân trước cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19. Gặp gỡ người đàn ông mấy chục năm nay, quen với việc vớt thi thể nạn nhân mất tích dưới sông Hàn. Quyết liệt đấu tranh với tình trạng hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, xuất hiện tràn lan trên thị trường, đặc biệt là vào dịp cuối năm. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 22 tháng 12, đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi thăm và chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 5 nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng Bùi Văn Nam chúc mừng lãnh đạo Bộ Tư lệnh, cán bộ chiến sĩ các đơn vị thuộc Quân khu 5 đã đạt nhiều thành quả nổi bật trên chặng đường chiến đấu, bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Thứ trưởng Bộ Công an mong muốn rằng, bên cạnh công tác chuyên môn của mỗi lực lượng, thời gian tới Công an và Quân đội tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn, hiệu quả hơn trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, góp phần giữ vững an ninh, an toàn tại các tỉnh miền Trung Tây Nguyên cũng như cả nước. Trước mắt, lực lượng vũ trang nói chung, Công an các địa phương sẽ phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong công tác đảm bảo thành công cho các sự kiện chính trị trong năm 2021, đặc biệt là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng sắp tới. Trong dịp này, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố cũng đã đến thăm, chúc mừng các đơn vị quân đội nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và kỷ niệm 31 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân. Trước đó, vào ngày 21 tháng 12, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì hội nghị sơ kết công tác phòng chống dịch COVID-19 trong lực lượng Công an Nhân dân diễn ra tại thành phố Đà Nẵng. Trong suốt quá trình chống dịch, lực lượng Công an đã tăng cường kiểm soát chặt chẽ tại cửa khẩu, biên giới, cửa ngõ ra vào các tỉnh, thành phố, túc trực 24/24 giờ tại các điểm nóng dịch tễ, phối hợp liên ngành đấu tranh, qua đó xử lý 159 vụ, 927 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, xử phạt 421 đối tượng hoạt động chống phá, xử lý trên 200 vụ lợi dụng dịch bệnh để trục lợi. Đồng thời, công an các địa phương đã thực hiện tốt phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra soát từng người, truy vết các trường hợp nghi ngờ, kịp thời khoanh vùng dập dịch. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn đã ghi nhận những nỗ lực, cố gắng và biểu dương những thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19 của các đơn vị. Thứ trưởng yêu cầu công an các đơn vị địa phương cần thực hiện tốt các chuyên đề về phòng chống dịch COVID-19. Chủ động rà soát, tăng cường quản lý chặt chẽ số người nhập cảnh qua các tuyến biên giới, cửa khẩu, phân loại diện đối tượng, rà soát các quy trình, thủ tục xuất nhập cảnh, đảm bảo giải quyết nhanh các thủ tục tại sân bay để kịp thời đưa công dân ta đến các cơ sở cách ly theo kế hoạch, phương án đã đề ra, đồng thời phải đảm bảo chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu quy định chống dịch theo quy định của cơ quan quốc tế. Tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn đã trao bằng khen của Bộ Công an cho 159 tập thể, 277 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Trong không khí hân hoan và ấm áp của mùa Giáng sinh năm 2020, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng đã đến thăm và chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Đà Nẵng. Tại buổi đến thăm, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên đã gửi lời chúc tốt đẹp đến toàn thể đồng bào giáo dân, tu sĩ có một mùa Giáng sinh an lành hạnh phúc. Thời gian đến, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên mong rằng các linh mục, bà con giáo dân sẽ tiếp tục ủng hộ, đóng góp nhiều hơn nữa vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng hành cùng sự phát triển đi lên của thành phố Đà Nẵng. Trong tuần, câu lạc bộ Công an hưu các quận trên địa bàn đã tổ chức đại hội. Trong nhiệm kỳ qua, các thành viên của các câu lạc bộ đã tích cực tham gia công tác địa phương, xây dựng chính quyền, đoàn thể ở cơ sở, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an kịp thời phản ánh tình hình hoạt động của các loại tội phạm như mua bán, sử dụng ma túy, cờ bạc, số đề, giúp lực lượng công an đấu tranh triệt phá có hiệu quả, xử lý các tụ điểm vấn đề nhạy cảm nổi cộm về an ninh trật tự.
Ngày 18 tháng 12, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố đã phối hợp tổ chức thực tập phương án phòng cháy chữa cháy tòa nhà PV Bank đường 30 tháng 4. Tình huống giả định được đặt ra là cháy tại khu làm việc tầng 1 do chập điện. Đơn vị đã điều động 6 xe chuyên dụng để khống chế hoàn toàn đám cháy. Cùng dịp này, đơn vị phối hợp với khách sạn Vinpearl Codotel diễn tập phương án chữa cháy tại tầng hầm khách sạn. Nhờ sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa công an và doanh nghiệp, buổi diễn tập đã diễn ra thành công, mang lại nhiều bài học kinh nghiệm cho đội ngũ nhân viên và lực lượng cứu hỏa để ứng phó hiệu quả khi có cháy nổ xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, những ngư dân làm nghề lặn, săn bắt hải sản ở khu vực sông Hàn, không ai mà không biết đến danh ông Nguyễn Tư, một người thợ lặn, kiêm luôn cả công việc vớt thi thể nạn nhân chìm dưới sông Hàn. Công việc thầm lặng, không nhận tiền bồi dưỡng của ông Tư đã để lại cho đời những câu chuyện đẹp về nghĩa cử cao thượng trong đời sống hàng ngày. Cửa sông Hàn những ngày này, tàu thuyền neo đậu dày, không thể ra khơi do ảnh hưởng của thời tiết. Cuộc sống lam lũ của những ngư dân, trong đó có người đàn ông ngoài 40 tuổi này, cũng bấp bênh như con nước. Nghèo về vật chất, thế nhưng anh lại sở hữu thứ không phải ai cũng có, đó là tinh thần nghĩa hiệp, lòng dũng cảm, sẵn sàng nhận lặn để tìm kiếm thi thể người trên sông. Việc làm mà không phải ngư dân nào cũng dám nhận vì một số tối kỵ riêng trong nghề. Cái nghiệp của người mình cũng không rõ nữa. Cái lúc ban đầu mình đã làm cái hội trưởng của bạn là giống như mình là một người có trách nhiệm lo cho mọi người. Từ đó phát sinh ra cái nghề đó thôi chứ mình cũng không hiểu sao mình lại có nghề này. Đến nay, ông Tư không nhớ hết bao nhiêu lần lái ghe chạy từ Âu Thuyền Thọ Quang ra cửa sông Hàn để phụ giúp cánh thợ lặn tìm kiếm người mất tích, bởi coi đây là việc nghĩa cần phải làm. Chỉ duy một điều ông nhớ mãi là ông chưa bao giờ nhận tiền công của bất kỳ gia đình nào khi lặn kiếm thành công thi thể, bởi ông quan niệm công việc này đã vận vào người mình như một cái nghiệp của cuộc đời. Nhiều gia đình sau khi vớt xác họ về mai táng hết rồi thì họ cũng có ghé lại để họ cảm ơn, cũng nhiều lời cảm ơn. Mình cũng chủ yếu cái đó là vui rồi, chứ cũng không cần cái gì của người ta họ đã mất. Tần Tạo nuôi 3 con nhỏ, kiếm sống qua ngày bằng con tôm, con cá. Niềm hạnh phúc giản đơn cuộc đời của người đàn ông này là làm được việc tốt cho đời, giúp đỡ những gia đình bất hạnh. Thế nhưng điều mong mỏi hơn là mình sẽ thất nghiệp, bởi ông không hề mong muốn những câu chuyện đau lòng này diễn ra trên sông Hàn nữa. Liên tục chương trình là những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong tuần qua. Lúc 1 giờ 30 phút ngày 21 tháng 12, tổ công tác thuộc trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp thuộc phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Nẵng phát hiện xe ô tô 7 chỗ chạy rất nhanh nên đã tiến hành ra tín hiệu dừng xe kiểm tra. Lúc này, trên xe có 6 người có dấu hiệu nghi vấn. Hai lái xe người Việt Nam gồm Trần Anh Tuấn và Vũ Đức Dân, trú tỉnh Hưng Yên, khai nhận vận chuyển số khách này từ Hà Nội vào Quảng Ngãi với giá 6 triệu đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã xác định rõ 6 người này có quốc tịch Trung Quốc và đều không có thị thực nhập cảnh vào Việt Nam. 6 đối tượng người Trung Quốc đã được lực lượng công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 theo quy định và làm rõ mục đích nhập cảnh trái phép của nhóm người Trung Quốc này. Trưa ngày 22 tháng 12, Công an phường Hòa An, quận Cẩm Lệ đã bắt quả tang Nguyễn Thị Hồng Yến, 36 tuổi và Lê Ngọc Được, 25 tuổi, tạm trú trên địa bàn, có hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, trong quá trình quản lý địa bàn, Công an phường phát hiện cả hai có dấu hiệu khả nghi nên tiến hành theo dõi. Đến thời điểm nêu trên thì bất ngờ ập vào phòng trọ trên đường Bùi Tấn Diên, phát hiện một gói ma túy đá và nhiều dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy. Qua thử test, cả hai đều dương tính với chất ma túy. Tối ngày 23 tháng 12, Phòng Cảnh sát Ma túy Công an thành phố phối hợp với Trạm Cảnh sát Giao thông cửa ô Hòa Phước bắt giữ Trương Văn Ích, 28 tuổi và Trần Văn Tấn, 25 tuổi, cùng chú tỉnh Quảng Nam về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Sau thời gian theo dõi, Cảnh sát Ma túy phối hợp với lực lượng Cảnh sát Giao thông dừng xe ô tô do Ích điều khiển. Ích rất tinh quái khi đã cất giấu ma túy ở trong hộp của cốp xe nhằm che mắt lực lượng công an. Qua khám xét phát hiện được 200 viên thuốc lắc, 50 gram ketamine và một số dụng cụ dùng để sử dụng và phân chia ma túy.
Tối ngày 24 tháng 12, tại ngã tư Nguyễn Văn Linh giao với Bạch Đằng, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận Hải Châu bắt quả tang Trần Lanh, 21 tuổi, trú chung cư C2, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ một gói ni lông chứa 5 viên nén màu vàng. Lanh khai đây là số thuốc lắc được đem đi giao cho một con nghiện đặt mua. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Lanh, công an quận Hải Châu phát hiện thu giữ thêm 34 viên thuốc lắc và một gói ma túy tổng hợp dạng ketamin. Vào tối ngày 22 tháng 12, các trinh sát của đội cảnh sát kinh tế công an quận Liên Chiểu đang tuần tra tại khu vực ngã ba giao giữa Mê Linh và Nguyễn Lương Bằng, thuộc địa bàn phường Hòa Hiệp Nam, phát hiện Vũ Tuấn Huy, 44 tuổi, trú xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, đang bốc 4 thùng các tông có dấu hiệu khả nghi. Kiểm tra nhanh, công an quận phát hiện bên ngoài được ngụy trang là thùng bánh kẹo, nhưng thực chất bên trong là 1.280 gói thuốc lá điếu ngoại nhập lậu, hiệu Z. Qua làm việc, Huy khai nhận số thuốc lá lậu trên lấy từ một bạn hàng ở phía Bắc không rõ lai lịch, mua về Đà Nẵng để bán lại cho các cửa hàng dịp Tết sắp tới. Rạng sáng ngày 25 tháng 12, đội cảnh sát kinh tế công an quận Sơn Trà vừa phối hợp với phân viện khoa học an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường miền Trung tiến hành kiểm tra quán bar Ye Chi trên đường Trần Hưng Đạo, phát hiện cơ sở này hoạt động quá giờ quy định và để nhiều khách sử dụng bóng cười. Tiến hành đo máy kiểm tra tiếng ồn đối với cơ sở này đã vượt ngưỡng giới hạn cho phép. Kiểm tra tại kho hàng của cơ sở, công an quận Sơn Trà phát hiện nhiều mặt hàng như thuốc lá điếu ngoại nhập lậu được bày bán, hàng chục bình khí cười N2O và nhiều loại bia rượu có thương hiệu nước ngoài, hàng chục bộ dụng cụ dùng để hút shisha, hương liệu shisha không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Hiện đội cảnh sát kinh tế công an quận Sơn Trà đã lập biên bản vi phạm và tịch thu toàn bộ số hàng hóa nói trên để tiếp tục điều tra làm rõ. Chiều ngày 21 tháng 12, xe ô tô tải biển kiểm soát 76C12400 do tài xế Võ Văn Chí, 24 tuổi, trú tỉnh Quảng Ngãi điều khiển, lưu thông trên tuyến đường Ngô Quyền hướng về quận Ngũ Hành Sơn. Khi đến vòng xoay cầu Trần Thị Lý, đầu đường Ngũ Hành Sơn, thì bất ngờ va chạm với xe máy biển kiểm soát 43C146338 do chị Ngô Thị Mỹ Nga, 32 tuổi, trú quận Hải Châu điều khiển, chở theo bà Hồ Thị Thanh Uyên lưu thông cùng chiều. Hậu quả vụ va chạm bất ngờ khiến chị Nga tử vong tại chỗ, bà Uyên bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Thưa quý vị và các bạn, đấu tranh với các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng ngày càng diễn biến phức tạp, đặc biệt là vào dịp cuối năm. Trong tuần đầu tiên của đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an thành phố, đội cảnh sát kinh tế công an quận Thanh Khê đã chủ động phát hiện và kịp thời ngăn chặn những vụ việc gian lận thương mại. Đây là ngôi nhà nằm trên đường Thái Thị Bôi, vừa bị đội cảnh sát kinh tế công an quận Thanh Khê kiểm tra, bắt quả tang với 8.500 bao thuốc lá điếu ngoại nhập của nhiều nhãn hiệu. Chủ của số hàng trên là bà Nguyễn Thị Hoa, 55 tuổi. Để phát hiện được hành vi của đối tượng Hoa, ban chuyên án đã phải đối mặt với không ít những trở ngại. Cái quy luật hoạt động của nó là nó không thêm một quy luật nào hết, giờ giấc chủ yếu là tầm 2-3 giờ sáng là nó vận chuyển về, rồi sau đó nó trả đi ngay. Cho nên là về cái hoạt động mà để bọn tôi đeo bám theo dõi là cũng rất là khó khăn. Không chỉ dừng lại với chuyên án này, đơn vị còn tiếp tục phát hiện 106 kiện hàng gồm các loại mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dụng cụ sửa xe, sữa ngoại nhập và hàng hóa tiêu dùng đủ chủng loại tại bãi hóa trường ga Đà Nẵng. Tất cả đều không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Cùng với đó, nhiều biện pháp nghiệp vụ được triển khai để kịp thời ngăn chặn số vụ việc vi phạm. Đặc biệt, bọn tôi chú trọng vào cái hành vi là sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm. Cái này là thường thường đó, là cái dịp cuối năm là cái sức tiêu thụ của người dân đối với cái mặt hàng này rất là lớn, cho nên là các đối tượng thường hay lợi dụng để tập trung vào sản xuất trong cái dịp này, là gây mất an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Cuối năm là dịp nhu cầu tiêu dùng hàng hóa của người dân tăng rất cao. Đây cũng là lúc tình hình hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại diễn biến phức tạp. Lực lượng cảnh sát kinh tế, công an các đơn vị địa phương sẽ tiếp tục chủ động kiểm soát tình hình, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trên lĩnh vực thương mại có thể xảy ra. Chuyên mục An ninh Đà Nẵng tuần này đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi của quý vị. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.